và chúng ta sẽ nói tới nội tình của hoa kỳ đó là việc chính phủ của tổng thống biden sắp sửa đưa ra một cái kế hoạch hạn chế đầu tư vào công nghệ của trung quốc chính quyền của tổng thống biden hiện nay đã có một cái báo cáo để báo cáo với quốc hội rằng là họ trong tương lai đó họ sẽ có họ sẽ lập một cái kế hoạch để nghiên cứu cái việc là cấm hoặc là hạn chế đầu tư của Hoa Kỳ vào những cái cái cành ngành công nghệ của Trung Quốc, những cái ngành mà có thể giúp cho Trung Quốc phát triển rất là nhanh chóng cái sức mạnh quân sự của họ. Và cái kế hoạch này sẽ do hai cái bộ Bộ Thương mại và Bộ Tài chính của Hoa Kỳ chịu trách nhiệm lập kế hoạch. Thì theo báo cáo này nói rằng là hai cái bộ này trong khi theo dõi những cái đầu tư của Hoa Kỳ đó thì họ thấy rằng là kèm theo cái đầu tư tài chính thì bao giờ nó cũng có những cái cái lợi ích mà gọi là vô hình không nhìn thấy được là những cái kỹ thuật quản trị, những cái kỹ thuật khoa học nó sẽ đi theo những cái đầu tư tài chính, nó giúp cho những cái cơ cơ công ty công nghệ của Trung Quốc đó, nó có một cái sự gọi là phát triển nhanh hơn là họ mong muốn và dĩ nhiên cái điều như vậy đó đã làm gia tăng sức mạnh của quân đội của Trung Quốc và nó đe dọa tới an ninh của Hoa Kỳ thành ra là, là chính phủ của tổng thống Biden sẽ nghiên cứu những cái kế sách để mà ngăn chặn cái chuyện này lại cái khó của hai cái bộ này nói ra đó nói rằng là chúng ta phải làm sao để ngăn chặn kiềm chế những cái 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 đầu tư mà nó có thể giúp cho quân đội của Trung Quốc như vậy nhưng mà đồng thời cũng phải tạo ra cái sự là đừng khó khăn quá, đừng có gánh nặng quá cho những cái nhà đầu tư và những cái doanh nghiệp của Hoa Kỳ. Mà dung hòa được hai cái điều này nó cũng cần nó phải một cái sự nghiên cứu rất là sâu xa. Thì chúng ta thấy năm ngoái đó chính quyền của tổng thống Biden đã đưa ra một cái lệnh cũng rất là quan trọng là cấm xuất khẩu những con chip và những chất bán dẫn quan trọng cho thị trường của Trung Quốc. Đồng thời họ cũng cấm luôn những cái là, là những cái kỹ sư làm việc cho những cơ quan công nghệ những cái công ty công nghệ cao cấp của Trung Quốc. Còn đối với những cái kỹ sư mà thường trú đó, họ phải chọn lựa một là làm cho Trung Quốc, hai là từ bỏ cái sự thường trú của ở Hoa Kỳ đấy. Đây là những cái cái những cái gọi là những cái trừng phạt đó, phải nói là nó phần đó cũng rất là mạnh tay đó. Thế mà cũng chưa xong chính quyền của Tổng thống Biden lại tiếp tục cấm luôn cả những cái công ty nào hiện đang sử dụng kỹ thuật chế tạo chip của Hoa Kỳ cũng phải tuân theo cái lệnh cấm đó. Rồi đầu năm vừa rồi chính quyền của Tổng thống Biden cũng đã thuyết phục được Hòa Lan là một Nhật Bản là hai tham gia với mình để mà cấm cái chuyện xuất khẩu những cái con chip quan trọng để mà hạn chế lại những cái công nghệ có thể giúp cho quân đội Trung Quốc gia tăng cái sức mạnh chẳng hạn như là về lãnh vực AI tức là uh, trí thông minh nhân tạo hay là những cái kỹ thuật về phá mã của đối thủ của đối thủ thì uh, phải nói rằng thêm bây giờ thêm một cái chuyện mà hạn chế hay là cấm đoán đầu tư đó là một cái một cái chuyện phong tỏa hạn chế cái sức mạnh công nghệ của Trung Quốc rất là mạnh mẽ thế thì chúng ta phải thấy rằng là trong suốt hai năm vừa rồi với với chính quyền tổng thống Biden đã có nhiều cái chuyện mà đương đầu đối đầu với lại Trung Quốc đã làm khiến cho cái tình trạng ngoại giao của hai bên căng thẳng rất là nhiều mình điểm qua mình thấy là cái chuyện mà cấm chip cấm những chất bán dẫn này rồi đó sau đó là cái vụ bắn rơi khinh khí cầu cấm luôn là Trung Quốc mua không được mua nó nông trại đất đai canh tác của Hoa Kỳ hay là những cái cơ sở vật chất mà nó gần những cái quân căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, sau đó thì lại là cấm TikTok rồi đưa ra cái trở lại cái cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19, bây giờ là cấm đầu tư vào công nghệ mà nó có thể là nó liên quan tới quân sự của Trung Quốc và mới nhất đó, chính quyền của tổng thống Biden vừa mới đưa ra một cái một gần như là một cái đe dọa, mình nói thẳng là một cái đe dọa bởi vì chính quyền của tổng thống Biden nói rằng nếu như mà Trung Quốc mà tấn công Đài Loan đó, thì ngay lập tức chính phủ Hoa Kỳ sẽ công bố danh tính của những lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc đang giấu giếm tài sản ở Hoa Kỳ và Tây phương mà giá trị của những tài sản này nó, nó lên tới 78.000 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương với khoảng chừng Thưa quý vị khoảng chờ 102 ngàn tỷ 102 ngàn tỷ đô la Mỹ đó. Một con số nó rất là khổng lồ Thế thì rõ ràng là Hình như là hai năm qua đó chính quyền của Tổng thống Biden đã không ngại đương đầu với với Trung Quốc. Mà những cái chuyện mà cứng rắn với Trung Quốc như vậy thì lại được phía bên Cộng Hòa rất là ủng hộ. Vâng, cái bản tin kế tiếp này là nó là một cái bản tin kế tiếp vừa cái bản tin vừa rồi bởi vì nó có tựa đề là Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã ủng hộ Tổng thống Trump à, xin lỗi Tổng thống Biden trong cái việc mà chống lại Trung Quốc thì vừa rồi chúng ta thấy là cái ông McCarthy ông Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa hiện tại đó thì ông có tuyên bố rằng là ông muốn là cái quốc hội một số thứ 118 này khóa 118 này do ông lãnh đạo đó sẽ tạo ra những cái chính sách gọi là chính sách gọi là lưỡng đảng đó để, để ủng hộ ông tổng thống Biden trong cái việc giúp đỡ cho tổng thống Hoa Kỳ chống lại cái những cái đe dọa từ cái phía Trung Quốc. Ông nói rằng là ông muốn tạo cho thêm quyền quyền thêm cái sức mạnh cho tổng thống uh, Hoa Kỳ và nếu như quốc hội của chúng ta đó mà đoàn kết với nhau được thì chắc chắn là chúng ta sẽ tạo giúp sẽ tạo ra một cái sự giúp đỡ mạnh mẽ hơn uh, cho, cho tổng thống và như vậy chúng ta thấy đây là một cái điều mà chính quyền của Trung Quốc họ rất là ngán này. bởi vì chống Trung Quốc hình như nó là một trong những cái lãnh vực rất là hiếm hoi có thể tạo ra một cái sự đoàn kết lưỡng đảng của Hoa Kỳ cộng hòa với lại dân chủ làm cái gì họ chống đối cái chuyện gì thì chống nhưng mà trong cái chuyện mà mà chống Trung Quốc thì họ lại đoàn kết rất là mực. Thế thì qua những cái, cái cái một cái những cái tuyên bố rất là đoàn kết của ông McCarthy như vậy thì chúng ta chẳng lẽ ông ông thực sự là ông muốn à, giúp đỡ cho tổng thống Biden để mà trong cái việc chống Trung Quốc này hay chăng? Thì à, có lẽ cái điều đó cũng chưa hẳn là như thế. Bởi vì sau những cái lời gọi là đưa ra những cái cam kết là giúp đỡ tổng thống Biden như vậy thì bắt đầu là tới phần chỉ trích này. Ông nói rằng là chính phủ của tổng thống Biden hiện nay trong cái việc của chống Trung Quốc vẫn cứ chưa là đủ. Khi mà ông nói rằng là ông Biden thì ông cứ nói rằng là ông biết rõ con người Tập Cận Bình nhiều là dữ lắm. Thế nhưng mà theo tôi đó, thì cho dù là biết ông ta lâu cách mấy thì bây giờ Tập Cận Bình vẫn cứ là một người khác. Ông Tập Cận Bình bây giờ không phải là ông Tập Cận Bình ngày xưa. Mà bây giờ đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không phải là một cái đảng Cộng sản Trung Quốc ngày trước nữa. Bây giờ họ cứ nghĩ rằng là họ mạnh lắm. Họ làm gì thì cũng được. Mà trong khi đó, ông vạch ra rằng là cái sự yếu đuối của chính quyền của Tổng thống Biden hiện nay vẫn còn. Thí dụ như chuyện mà bắn khinh khí cầu chậm trễ, đó là một cái sự yếu đuối. Không muốn sợ rằng là Trung Quốc sẽ, sẽ phản ứng cái chuyện mà cho tới giờ phút này đây cái bộ năng lượng của Hoa Kỳ mới dè dặt đưa ra cái kết luận rằng là nguồn nguồn gốc của Covid-19 nó phát xuất từ những cái phòng thí nghiệm là một cái sự yếu đuối bởi vì nó chậm trễ quá. Ông McCarthy cho rằng là chỉ vì hiện nay cái Đảng Cộng hòa đã kiểm soát hạ viện đã tạo ra một cái ban gọi là ban nghiên cứu về Trung Quốc giám sát mọi hành động là đưa ra những cái chính sách đối đầu với Trung Quốc thì Bộ Năng Lượng FBI bây giờ mới mới lục tục đưa ra những cái kết luận rằng là Covid 19 xuất phát từ những cái phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Chứ nếu mà ý ông muốn nói rằng chắc nếu mà bây giờ quốc hội mà cũng vẫn cứ thuộc dân chủ thì những cái kết luận như vậy vẫn cứ nằm ở trong bản giấy thôi chứ không có được tuyên bố. Rồi cái thứ ba nữa. Ông nói rằng là tại sao mình đã đã có một cái kinh nghiệm về chiến tranh ở bên Ukraine rồi, thì lẽ ra mình bây giờ mình phải gọi là bán vũ khí cho Đài Loan, viện trợ vũ khí tối tân cho Đài Loan một cách ồ ạt để mà họ có có thể tổ chức được cái sự phòng thủ của họ ngay từ bây giờ, tổ chức được cái sức mạnh quân sự của họ ngay từ bây giờ. Bây giờ chính quyền của Tổng thống Biden rất là dè dặt trong cái việc mà bán hoặc là viện trợ vũ khí cho Đài Loan như vậy. Đó là cái chuyện mà là sợ là Trung Quốc nổi giận, mất lòng. Chỉ có thế, đơn giản là thế thôi. Thành ra mình thấy là trong cái chuyện mà chống Trung Quốc đó, thì ban đầu là ông McCarthy, ông tung, tung tổng thống Biden lên cao. Nhưng mà sau đó ông lại đập cũng rất là mạnh. Qua những cái tuyên bố như vậy, thì ông muốn chứng tỏ rằng là cái chuyện mà chống Trung Quốc có chỉ có phía bên Cộng Hòa là mạnh mẽ mà phía bên của dân chủ đó sở dĩ có những cái hành động mạnh mẽ là chỉ vì quốc hội bây giờ dám đã đã nắm cái quyền giám sát là thuộc về Đảng Cộng Hòa thành ra nó mới có những cái hành động mạnh mẽ đó chứ nếu mà theo ông mà, mà quốc hội mà vẫn cứ thuộc dân chủ thì có lẽ là cái chuyện mà chống Trung Quốc nó vẫn cứ yếu ớt như xưa thì trong cái vấn đề thực tế mình cũng phải thấy một điều là quả thật trong cái việc mà đối đầu với lại Trung Quốc đó cái phía Cộng hòa phải nói là mạnh rất là mạnh. Và chúng tôi xin ngừng giăm 3 phút sẽ và sẽ trở lại với cái phần chót của chương trình.